Xin chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ cho quý vị một cái đường dây gian lận gồm có 8 người, thì trong đó có hai vợ chồng ở California. Đường dây gian lận này đã gian lận tiền COVID của chính phủ lên tới là 18 triệu đồng. Ăn cắp 18 triệu đồng của chính phủ và bị FBI họ bắt. Bắt rồi họ chạy trốn, rồi họ bị bắt lại. Và cái lần gần đây nhất họ bị bắt đó là ở châu Âu vào thứ ba vừa rồi. Cái người mà bị án nặng nhất là 17 năm tù, rồi tiếp theo là 10 năm tù, tiếp theo là 6 năm tù và 5 năm tù. Tức là tổng cộng là 8 người và họ có cái gọi là có cái mối quan hệ là family với nhau, đối với gia đình với nhau. Thì quý vị có thể tham khảo thêm về cái FBI's Most Wanted List gồm 3 người này là trên cái tờ báo NBC News họ có chia sẻ vào ngày hôm qua. Cái tờ báo này họ nói rằng quý vị, bắt đầu là tháng 11 năm 2021 là họ đã bị cái án rồi, nhưng mà họ chạy trốn quý vị. Và cái người chồng là 43 tuổi, người vợ là 37 tuổi và họ gian lận cái tiền EIDL PPP, tức là cái khoản tiền dành cho small businesses từ SBA họ cho đó quý vị. Rồi họ được tiền ha, được tiền bằng cách là gì? Họ đã giả mạo và apply cho 151 hồ sơ và gian lận thu về khoảng là 18 triệu Mỹ Kim. Thì ở đây á, người ta làm bằng cách là gì? Họ lập ra bản lương giả nè, họ lập hồ sơ giả nè, rồi họ đánh cắp thông tin của người khác, số an sinh xã hội, rồi mở cái EIN, cái số business giả, rồi mở tài khoản ngân hàng giả, vân vân. Rồi họ được tiền quý vị ha, được tiền thì bây giờ chính phủ họ phát hiện. Nhưng mà khi mà họ được tiền á, thì họ dùng cái số tiền này để làm gì? Họ không dùng đúng mục đích, tại vì đâu có cái người thiệt, nhân viên thiệt đâu mà sử dụng, đúng không? Họ cũng không có thuê, không mướn mặt bằng gì cả. Cho nên là họ dùng tiền để làm gì? Mua nhà đẹp nè, luxury homes, dùng tiền để down payment cho những cái căn nhà đẹp ha. Mua xe xịn, mua gió hiệu, mua quần áo hiệu, rồi mua hộp sòn, mua jewelry, mua vòng vàng vân vân. Và trong đó họ cũng phát hiện ra là có khoảng 450.000 tiền cash, tiền mặt. Như vậy thì họ ngoài cái việc gian lận EIDL PPP thì họ có một cái tội nữa là tội rửa tiền thôi quý vị. Thì Ngọc sẽ chia sẻ để chúng ta nghe cái tin tức thôi quý vị ha. Thì ở đây nó có 4 cái nhân vật mà chúng ta, 8 người nhưng mà họ chia sẻ là 4 người. Thì trong 4 người này á, là có cái người chồng là bị mức án là 17 năm tù, là cái người cầm đầu đó quý vị. Thì ông này là 43 tuổi ha. Và bà vợ là 37 tuổi, có cái mức án là 6 năm tù. Bà vợ này ha, rồi ông chồng này thì có một người em trai, ông chồng này có một người em trai quý vị ha, và vợ của cái người em trai này, tức là em dâu của cái người chồng này á, là 42 tuổi và bị cái án là 10 tháng tù. Đó, cái tội của cái người vợ của cái người em trai của cái ông chồng cầm đầu đó là đồng lõa gian lận nè, đánh cắp thông tin cá nhân, rửa tiền. Quý vị biết không? Quý vị, họ kết tội cô này rồi chánh án á, họ cho cô này là 30 ngày để đầu thú, nhưng mà cô này cũng trốn mất, cũng biến mất. Rồi cái người ta phát hiện trong nhà cô này á, có rất là nhiều giấy tờ giả, và cô này là cái người đi đánh cắp thông tin cá nhân, tức là nhắm vào những cái người già, senior citizens, rồi người khuyết tật with disabilities, rồi những cái người mà thật ra là họ đã mất rồi, nhưng mà đánh cắp cái thông tin của những người này để làm giả cái hồ sơ, rồi những cái du học sinh nữa quý vị. Thì nói chung á, là nhiều khi á, là mình nhận những cái email này kia khác nọ, tin nhắn yêu cầu mình ok bấm vào đường link này, điền thông tin thì sẽ được tiền. Thì những cái đó là một trong những cái cách mà có thể là cái cô này cổ đã làm. Thì như vậy thì chúng ta đừng có để mắc bẫy vào những cái gọi là nhiều khi hôm bữa trước thì Ngọc có đọc một số cái bài báo nói về cái việc là những cô chú lớn tuổi mà bị người ta đánh cắp thông tin đó quý vị. Thì
đây là cái gọi là cái đích mà họ nhắm vào, tức họ nhắm vào người già, người khuyết tật, những nói chung á là người ta lợi dụng vào cái lòng tin rồi thiếu thông tin vân vân, thì họ đánh cắp được thông tin và họ làm hồ sơ giả. Nói chung là cũng lâu rồi, năm ngoái rồi chứ không phải là năm nay, nhưng mà năm nay thì họ vừa mới bắt lại những cái người này ha, tại vì họ chạy trốn thưa quý vị. Rồi bây giờ đó thì cái người em trai á, thì cái người em trai nè, cái cô vợ thì bị 10 tháng 10 năm 10 tháng tù, nhưng mà người em trai này cũng bị là 5 năm tù. Tại vì cái người em trai này, cái ông này á, là ông ra đầu thú quý vị. Tại vì cô vợ thì cổ bị nặng hơn, tại vì cô bỏ trốn, còn cái người em trai này á, là ra đầu thú. Đó, thì nói chung á là họ bị FBI bắt, nhưng mà quý vị biết không, gọi là họ có một cái bracelet, monitoring bracelet ở dưới chân á, để họ giống như là giam lỏng hay sao đó. Rồi mấy người này tháo ra cái FBI họ cũng điều tra, rồi người nhà của họ nói rằng là chắc là người ta bị bắt cóc. Nhưng mà không phải quý vị, họ tháo ra, họ bỏ chạy trốn ra khỏi nước Mỹ, và cuối cùng là họ bị bắt ở một cái nước ở châu Âu. Và cái nơi mà họ bị bắt á, là gần ở cái khu miền núi đó vậy, thì người ta cũng cũng chạy đi trốn này kia khác nọ. Thì nói chung là 8 người gian lận 18 triệu của chính phủ quý vị, một cái số tiền không nhỏ chút nào. Và quý vị ơi, quý vị hãy cẩn thận nha, đừng có nhẹ dạ cả tin khi mà nhận những cái tin nhắn, bấm vào đường link này, bấm vào cái đường link này để cho người ta cái số điện thoại, cập nhật thông tin, cho số social, địa chỉ nhà, số điện thoại, tên tuổi vân vân, để người ta cho mình tiền. Thứ nhất là tiền tax refund này ha, tiền hoàn thuế này, tiền tax credit, child tax credit, tiền này tiền nọ, tiền kia, tiền covid, tiền thất nghiệp vân vân. Thì quý vị đừng tin. Tại vì sao? Thường thường chính phủ người ta liên lạc với mình, quý vị, thì người ta sẽ liên lạc với mình qua thư, qua mail. Còn nếu như quý vị cảm thấy rằng là ok, chắc là người ta liên lạc với mình, thì quý vị có thể là lờ cái tin nhắn nó đi ha. Mình có thể kiểm chứng lại bằng cách là gì? Gọi lên trực tiếp, ví dụ họ giảm danh, họ nói rằng là tôi là người của sở thuế, thì quý vị có thể là gọi trực tiếp cho sở thuế hỏi là hồ sơ của tôi là vậy vậy, có người gọi tôi là vậy vậy, có đúng không? Hoặc là quý vị gọi trực tiếp lên cho sở thất nghiệp quý vị ha, đừng có respond, đừng có phản hồi, đừng có trả lời, đừng có cung cấp cho họ những cái thông tin như vậy một cách dễ dàng quý vị ha. Quý vị có thể nói là bây giờ anh chị có thể cho tôi cái số điện thoại, rồi tôi sẽ gọi lại với những cái thông tin này, hoặc là hỏi thêm, người ta cần cái thông tin của mình để làm gì vân vân, thì quý vị có thể hỏi người ta. Nhưng mà nếu như mà người ta thường thường người ta gọi vào á, thì quý vị nói là bây giờ tôi sẽ record cái conversation, cái cuộc nói chuyện này, thu âm lại cái cuộc nói chuyện này, thì thường thường người ta sẽ không có nói nữa đâu quý vị. Đó, cho nên là nhiều nhất á, là người ta gửi email, gửi tin nhắn này kia khác nọ nè. Cho nên là quý vị cẩn thận nha. Đây là một trong những cái cách mà người ta đánh cắp cái thông tin rồi người ta làm giả cái hồ sơ. Và quý vị biết không, người ta làm giả tới 151 hồ sơ lận. Đó, quý vị thấy nè, người ta làm giả bảng lương, giả hồ sơ nè, rồi giả cái số EIN của business, rồi người ta làm tài khoản ngân hàng giả nè, rồi đánh cắp thông tin tùm lum hết. Đó, cho nên là thực sự là họ có cái đường dây, họ tinh vi, họ giống như là một cách lừa đảo có chuyên nghiệp luôn quý vị. Đó, thì chính phủ Mỹ thì họ cho đó, nhưng mà khi mà họ bắt thì thường thường á, người ta cho mình nộp đơn gọi là good faith, tức là người ta tin tưởng vào cái sự khai báo của mình, tại vì mình cũng đã có cái cam kết khi mà mình khai báo rồi, mình apply, mình điền đơn là mình cũng đã khai báo rồi. Cho nên là bây giờ người ta phát hiện ra thì người ta bắt mình thôi. Nếu như mà mình có những cái hành động gian lận như vậy, họ có đầy đủ chứng cứ, chứng 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 từ chứng cứ, thì người ta sẽ theo luật mà xử thôi. Cho nên là khi mà mình nộp đơn với chính phủ đối với vậy, thì nhiều khi mình không có tự tin để mà mình nộp đơn và mình ra nhờ dịch vụ, mình nhờ người ta nộp đơn giùm, thì quý vị lưu ý rằng là đừng bao giờ ký một cái chữ ký của quý vị trong một cái giấy trắng, trong đó không có cái thông tin gì cả, đừng có ký khống quý vị nha. Tại vì sao? Tại vì khi mà quý vị ký á, là quý vị phải biết quý vị ký cái gì.
quý vị đọc xem thử là cái đó là cái gì, có đúng hay không. Tại vì nhiều khi quý vị ký rồi người ta điền thêm cái thông tin vô mà không biết người ta điền cái gì thì nó rất là nguy hiểm, nó không có tốt cho trường hợp của mình. Cho nên là quý vị lưu ý những cái điều đó quý vị ha. Nhiều khi, nói chung là nếu như dịch vụ người ta làm uy tín, làm đàng hoàng thì không sao, nhưng mà mình đừng có để cái trường hợp của mình rơi vào cái thế bị động và mình là cái nạn nhân của những cái đường dây lừa đảo như vậy. Thì nói chung là trong cái mùa dịch này, những cái có một cái dịch vụ người Việt đã có một cái hình thức gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp như vậy và cũng bị báo chí họ đưa lên rồi cũng dính vào pháp luật vân vân, thì quý vị rút kinh nghiệm về những cái vấn đề này. Ngọc muốn chia sẻ cái câu chuyện này, cái đường dây này để chúng ta lưu ý là khi mà mình đánh cắp cái thông tin cá nhân của mình thì mình có trời mới biết, thực sự trời mới biết. Có khi nào đụng chuyện thì mình mới biết là người ta dùng cái thông tin của mình để làm gì, đúng không quý vị? Cho nên là thật cẩn thận quý vị nha. Chúc quý vị sức khỏe và chúc mọi chuyện được bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye now.